Bởi vì có cái sự tu tập về định thì giới mới có thể hoàn hảo và viên mãn. Có cái sự tu tập về định thì trí tuệ cũng mới có thể hoàn hảo và viên mãn. Đấy là cái phương pháp tu tập về định. Cho nên Đức Phật đặt cái chánh định ở cái chi nhánh cuối cùng của bát chánh đạo. Một người cần phải tu tập về chánh định. Định tức là phải phát triển được cái nội tâm cho nó tạo ra được một cái định lực mạnh mẽ. Thì tại vì tâm lý của chúng sinh thì do mình không có cái sự rèn luyện, không có cái sự chuyên tâm nhất chú tâm, cho nên cái tâm nó yếu ớt. Chính vì cái tâm yếu ớt cho nên không đủ khả năng để thấy được các cái sự thật thâm sâu. Mà chỉ có những ai có thể phát triển được những một cái định lực mạnh mẽ mới thấy được những cái sự thật. Những cái sự thật nó rất là thâm sâu, mà Đức Phật gọi nó là pháp chân đế. Còn những cái người tầm bình thường không phát triển được định, những cái người đấy chỉ nhìn thấy được những cái pháp tục đế, tức là chỉ cái tâm trí, cái trí tuệ của cái người đó chỉ suy luận được những pháp tục đế ở thế gian, những cái pháp mà do thế gian chế định ra, như thế này là tốt, cái này là xấu, cái làm như thế này là đúng, như thế này là sai. Những cái đúng cái sai đấy thì ở nơi này chế định là đúng thì nó là đúng, đi đến nơi khác cái dân gian người ta chế định làm việc này là sai thì nó là sai. Đấy là do cái con người chế định ra cái pháp đấy. Thì cái người thế gian chỉ thấy được cái pháp gọi là do cái tưởng. Còn cái người mà có định thì người đó mới phát triển được cái tuệ chi được các sự thật. Thì vậy nên là cái Đức Phật đã phát triển cái năng lực của thiện định, sau đó Đức Phật đã quán chiếu được các sự thật đó là và Đức Phật đã giác ngộ được chân lý, diệt tận khổ đau. Và giáo pháp của Đức Phật cũng là đi đến cái sự giác ngộ chân lý và diệt tận khổ đau như vậy. Cái bài pháp tư thanh đế mà được Đức Phật tuyên thuyết. Đây là phần hỏi đáp cho chánh định. Và cái bát chánh đạo là có cái nhánh cuối cùng là chánh định. Và chánh định là gì? Chánh định chánh là chân chánh, và định là cái sự nhất tâm. Một cái người có sự nhất tâm chân chánh thì đấy là chánh định. Mình nào mà phát triển được cái người nào thực hành thiền định là mình đang phát triển một cái sự nhất tâm.
Nhất tâm đây là một cái sự nhất tâm có lợi ích, một cái nhất tâm có chánh đạt, nhất tâm chân chạy, thì đó được gọi là chánh định. Chứ nhiều người người ta nhất tâm người ta làm những cái việc khác, nhất tâm người ta làm những việc bất thiện thì nó không được gọi là chánh định. Còn cái người mà nhất tâm mình phát triển cái thiện tâm, cái tâm có lợi ích, cái tâm chân chạy thì nó mới là chánh định. Khi mà một người mà thực hành thiền định, nó luôn luôn đổi lên những cái tâm chân chạy, có chánh tâm thân, chánh tâm, có rất nhiều những cái thiện tâm, những cái tâm tịnh hạt, những cái tâm cao thượng, nó đi kèm với những cái pháp thiền định, những cái tính chất, những cái tính chất của định. Khi mà mình đạt được cái sự nhất tâm thì đây là những cái tính chất mà cái định nó có, tức là nó không có đi lang thang. Bình thường cái tâm mình hay đi lang thang, hay suy nghĩ mông lung, hay suy nghĩ các cái tạp niệm, gọi là cái tâm phóng dật, nó cứ nghĩ chuyện này một tí, nghĩ chuyện kia một tí. Nó giống như là Đức Phật thường hay dùng hình ảnh của một con khỉ, nó không có chịu ngồi cành một cái cành cây làm đâu, nó cứ nhảy cành này nó chuyển cành kia, nó rất là tinh nghịch. Thì cái tâm con người nó vậy, nó không có muốn chú tâm ở một cái gì đâu, mà nó cũng năng sang chạy nhảy đi như thế. Đấy là cái tâm không thuần thục thì nó năng sang, nó chạy nhảy như vậy. Và bây giờ một cái người tu tập về tâm là rèn luyện cho nó thuần thục, để mình đặt nó ở đâu thì nó phải an trú ở đấy. Bảo là an trú ở cái chỗ này thì nó an trú ở chỗ này, bảo là an trú ở hơi thở thì nó phải an trú ở hơi thở liên tục 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng, cho đến khi nào nó thuần thục rồi mình quyết định an trú ở một cái gì đó suốt ngày thì nó cũng an trú ở đó suốt ngày. Lúc đấy là nó rất là thuần thục, giống như là những cái con ngựa thuần thục mà nó đã được điều phục. Còn cái người nào một cái tâm chưa được tu tập thì nó giống như một cái con ngựa chưa được điều phục, một cái con ngựa hoang dại. Đặc tính của nó là không đi lang thang, thì đó là cái định, nhiệm vụ của nó là phải gom tâm lại. Tuy nhiên là khi mà mình để cho cái tâm nó tự do thì nó tản mát. Bây giờ nó đang thân mình ở đây, nhưng mà có thể là cái tâm của mình nó đi lang thang ở các tận, ở rất nhiều nơi trên cái trái đất này, nó đi khắp thế giới, nó đi khắp cái vũ trụ tạo nên, nó đi về quá khứ, nó đi về tương lai, nó đi hết chỗ này chỗ kia. Và khi mà một cái người hành thiền nó gom nó lại, tập trung nó lại, tập trung mà gom cái tâm lại vào một cái điểm nhỏ thôi, đừng có mở rộng nó ra, đừng để cho nó tản mát. Thì đấy có nghĩa là cái nhiệm vụ của cái pháp định đó là phải gom tâm lại. Biểu hiện đó là cái sự bình yên lặng lẽ, là trong cái lúc mà cái tâm nó được cái sự định tĩnh thì cái thân và tâm nó rất là yên tĩnh, nó rất là lặng lẽ. Lúc ấy cái thân của mình nó cũng không có muốn nhúc nhích, thực ra cái tâm của mình nó muốn chuyển động thì cái tâm nó mới muốn chuyển động, cái tâm của mình nó năng sang thì cái thân này nó mới muốn năng sang. Chứ còn cái thân, cái tâm của mình nó đã bình yên thì cái thân nó cũng bình yên, nó cũng lặng lẽ như vậy. Và cái tâm lúc đấy nó rất là an tịnh, nó rất là tĩnh lặng, nó rất là lặng lẽ. Thì đấy là cái biểu hiện của cái tâm, của cái tâm có định, nó bình thản, nó lặng lẽ, nên nó không muốn phóng dật, không muốn năng sắc. Và cái nhân gần của nó là sự an lạc, cái nhân gần của định nó là sự an lạc. Tại sao lại nói là nhân gần? Nhân gần là lạc. Lạc ở đây có nghĩa là cái trạng thái an lạc. An lạc ở đây là cái sự an lạc, cái trạng thái hỷ lạc mà do ni dục nó sinh. Ví dụ như là một cái người bắt đầu tập thiền, thì trong cái lúc hành thiền là mình phát triển những cái tâm cao thượng, cho nên cái tâm rất là hân hoan, nó không có cái sự sầu bi yếu não gì hết. Từ cái tâm hân hoan hoan hỉ đấy, cho nên là cái thân nó nhẹ nhàng khinh an. Nên người nào ngồi thiền thì một khi nó có tiến bộ, mình thấy tự nhiên sao mình nó nhẹ nhàng, nó nhẹ, nó không có nặng lề như trước nữa. Thì cái sự mà nhẹ nhàng khinh an đấy, nó lại sinh ra một cái sự an lạc. Từ cái hoan hỷ
nó sinh ra cái khinh an, tức là cái tâm mà lúc đầu mình chú tâm vào một đối tượng nó chưa thích đối tượng thì nó không hoan hỉ mà nó sẽ khó chịu, nhưng khi nó đã chấp nhận đối tượng rồi thì nó sẽ hoan hỉ với đối tượng. Khi nào cái tâm của mình nó chấp nhận hơi thở thì lúc đấy nó hoan hỉ với hơi thở. Khi mà nó hoan hỉ thì thân tâm nó rất là nhẹ nhàng, từ cái sự nhẹ nhàng khi nhà đấy nó tạo ra cái cảm giác an lạc, và từ cái sự an lạc đấy nó mới phát triển được cái sự định tĩnh, thân an lạc và tâm an lạc, thì cái sự an lạc này nó phát triển định tĩnh. Cho nên là người có cái thiền định là người rất là an lạc, gọi là phát hiện tạm lạc trú, mình có thể được an trú trong một cái sự an lạc, là gọi là tối thượng lạc. Tối thượng lạc nó khác với cái lạc dục lạc ở thế gian. Như ở thế gian thì người ta chạy theo một cái dục lạc đó là ngũ dục, cái dục lạc ở giác quan sắc thanh hương vị xúc, thì cái dục lạc đấy thì nó bị thiêu đốt, tức người nào chạy theo cái dục lạc ấy thì bị thiêu đốt. Thế cho nên Đức Phật đặt cái dục lạc ở thế gian nó thuộc vào hạ điểm, dục lạc hạ điểm. Còn cái dục cái lạc, cái sự an lạc ở trong thiền thì được gọi là tối thượng lạc, gọi là cái sự an lạc cao thượng, cái sự an lạc cao cấp. Chính vì vậy mà những cái người khi phát triển được thiền định thì không còn ưa thích cái dục lạc thế gian, vì có một cái sự an lạc cao thượng hơn, đó là cái sự an lạc của thiền. Đây là những cái đặc điểm của cái pháp định. Nhất tâm như thế nào thì được gọi là chánh định này. Nhất tâm có nhiều cái sự nhất tâm, người ta chuyên tâm về một cái gì đó thì gọi là nhất tâm. Người ta chuyên tâm, chú tâm trên một cái gì đó. Như ở thế gian người ta rèn luyện rất nhiều thứ, người ta rất nhiều người người ta rèn luyện, có người người ta nhất tâm, người ta luyện công phu về phi công, người ta luyện những cái pháp tà thuật như là luyện thần chú, người ta có thể điều khiển được quỷ thần, rồi là người ta có thể luyện được những cái pháp võ công võ thuật, nó cũng là nhất tâm. Nhưng mà ở cái sự nhất tâm mà có thể đạt đến chánh định thì nó khác. Cái sự nhất tâm mà có thể đạt được cái chánh định đó là cái sự nhất tâm trên những đối tượng mà có thể đè nén được năm triền cái, làm cho tâm trở nên thanh tịnh thì được gọi là chánh định. Đấy là cái sự nhất tâm trên những cái đối tượng nào mà triền cái không khởi lên. Tức là khi mình nhất tâm, có những cái đối tượng mình hướng tâm đến, mình chú tâm đến một cái nó sinh khởi lên cái tâm tham ái. Có những đối tượng được hướng tâm đến thì nó sinh khởi lên tâm sân. Có khi nó khởi lên những cái tâm bất thiện, những cái đối tượng đấy thì không được gọi là chánh định. Còn những cái đối tượng nào mình hướng tâm đến mà nó lại đè nén được các cái triền cái, đó là nó đè nén được tham dục, sân hận, hôn trầm, thụy miên, chạm hối và hoài nghi, thì cái pháp này được gọi là chánh định. Cái pháp hướng tâm là đè nén được năm triền cái. Thì cái pháp thiền như là thiền diễn hơi thở hay là tất cả những 40 cái đề mục thiền định này, nó đều có cái năng lực là đè nén năm triền cái. Cái người định mà còn yếu thì cứ bị năm triền cái này nó chi phối vào trong tâm. Nhưng khi mà đã đạt được sự nhất tâm rồi thì nó sẽ ni dục ni ác bất thiện pháp. Cái câu đấy có nghĩa là nó đã đè nén hoàn toàn được năm triền cái, nhờ ở trong định nó có năm thiền chi thì nó đè nén được năm cái triền cái này, nó làm cho năm triền cái này tạm thời không khởi lên, nhưng mà nó không cắt đứt được. Lúc nào định yếu nó vẫn khởi lên, nhưng mà lúc nào định sâu, định mạnh thì nó không khởi lên được. Có bao nhiêu đối tượng để phát triển định? Không phải là đối tượng nào cũng có cái định, và mỗi một cái đối tượng nó phát triển những cái định khác nhau. Không phải là đối tượng nào cũng vẫn là cái nhân của chánh định, không phải là cái gì cũng là đối tượng để phát triển được chánh định. Mà muốn phát triển được chánh định thì phải nương vào 40 cái đề mục thiền, 40 cái đối tượng để phát triển chánh định. Đó là có 10 ca si na, 10 pháp tùy niệm, 10 từ thi, 4 vô lượng, 4 vô sắc, 1 hơi thở và 1 vật thực bất tịnh, tổng cộng lại là có 40 đề mục thiền định.
Người cần xin đá, tức là đất, nước, lửa, gió, đen, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, hư không. Mười cần xin đá đấy gọi là mười cái biến xứ, tạo ra cái biến xứ vòng tròn khoảng ba đường kính khoảng 30 cm để ở trước mặt chú tâm này. Cái hình ảnh cái vòng tròn đấy mình niệm đến nó, thế như là mình làm cái vòng tròn mặt đất, mình để trước mặt mình cái niệm đất 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 đất. Bây giờ dần dần quang tướng sinh ra, mình chú tâm ở trên cái định đó, mình sẽ phát triển được đến các tầng thiền. Nó phát đấy nữa là phát triển về định, đấy nó cũng là chánh định. Hoặc là lấy một thau nước để trước mặt mình niệm nước 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 nước, nó phát triển được định. Hoặc là đốt lên một ngọn lửa, hay là mình nhìn gió thổi ở trên cây, hoặc là nhìn vào các màu sắc đen vàng đỏ trắng sáng như không, nó đều phát triển được định. Đấy gọi là mười biến xứ kasina. Kasina gọi là cái vòng tròn. Mười pháp tùy niệm, như là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm khí, niệm thiên, niệm sự chết, niệm niết bàn, niệm về các cái pháp tùy niệm đây. Mười cái pháp niệm tử thi, từ cái lúc tử thi nó mới chết cho đến lúc nó tàn tạ hết, nó không trải qua mười giai đoạn. Bốn vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, bốn vô sắc là bốn cái tầng thiền, là không vô biên xứ, tự vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vị tưởng xứ, và cái phát triển niệm hơi thở như là cái phát triển quán vật thực bất tịnh đó. Bốn mươi pháp có thể phát triển được cái chánh định. Và còn cái chánh định thì nó có nhiều loại khác nhau, có loại cái mức độ định, không phải là cái định nào nó cũng như nhau, mà nó có cái mức độ cao thấp khác nhau. Theo mức độ thì nó có sát na định, cận hành định và an chỉ định. Cái định sát na tức là cái định mới có chốc nát tạm thời, còn cái định cận hành thì nó vào sâu hơn nhưng nó chưa vào được đến tầng thiền. Còn an chỉ định có nghĩa là các tầng thiền. Còn nếu mà tính theo cõi thì nó có cõi, có cái định ở dục giới, có định thuộc về sắc giới, có định thuộc về vô sắc giới. Đây là muốn tính theo các cái tâm nó thuộc về các cõi định. Như là một cái người mà thực hành các cái pháp thiền định mà nó chỉ đạt đến cận định hoặc là sát na định, thì cái định đấy nó thuộc về dục giới. Bởi vì là lúc đấy cái tâm, nội tâm dục giới nó sinh khởi ở cái pháp thiền định đấy, nó là đại thiện dục giới. Cái tâm dục giới nó có tâm thiện và tâm bất thiện, thì khi mà tác ý đến những cái phiền não tham sân si thì nó khởi lên cái tâm bất thiện. Còn khi mình tác ý đến những cái pháp cao thượng thì nó khởi lên tâm thiện. Khi mình phát triển những cái pháp thiền như niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng thì nó cũng là phát triển cái tâm cao thượng của cái thiện dục giới, là dục giới thiện nghiệp. Còn định sắc giới là khi nào vào được an chỉ định, như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì nó là định sắc giới. Còn định vô sắc giới là người nào mà chứng đắc các tầng thiền vô sắc giới, thì lúc đấy cái nội tâm vô sắc nó sinh lên, thì là bốn cái tầng thiền vô sắc đấy thì gọi là định vô sắc giới. Còn tính theo cái thế gian và suốt thế gian ấy, cái này muốn nói là có cái định nó thuộc về định nghiệp thế, và có cái định thì nó thuộc về định siêu thế. Tất cả những cái tầng thiền định mà mình có thể tu tập, gọi là cái pháp thiền chứng, mình chứng đắc được các tầng thiền định ấy, thì đó là gọi là định nghiệp thế. Định nghiệp thế này có nghĩa là cái người đấy, nên là cái người còn phàm phu có thể chứng đắc được tất cả các tầng thiền nghiệp thế này. Cái thứ hai nữa là những cái người mà đang thực tập cái pháp thiền định ở nghiệp thế này, thì là người đó đang tạo những cái thiện nghiệp ở trong thế gian. Nếu cái người nào mà an trú ở các cái tầng thiền dục giới thì các cái tầng thiền nó thuộc về cận định, là đang tạo các cái thiện nghiệp về dục giới. Những cái người nào mà an trú ở các cái tầng thiền từ sơ thiền đến tứ thiền thì là người đấy đang tạo các cái nghiệp về sắc giới. Người nào an trú ở các cái thiền vô sắc thì đang tạo cái thiện nghiệp về vô sắc giới.
Thì trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ba cái cõi đấy nó đều gọi là cõi nghiệp thế, bởi vì nó còn ở trong sinh tử. Còn có một cái pháp định có thể vượt ra khỏi tam giới, đó là định siêu thế. Định siêu thế này là kết quả của thiền quán. Người nào mà thực hành thiền tuệ Vipassana thì mới phát triển được cái thiền siêu thế này. Đấy, còn lại bình thường là thiền định nghiệp thế. Thì từ cái thiền nghiệp thế này rồi làm cái nhân, làm cái nền tảng để phát triển thiền tuệ. Rồi từ cái thiền tuệ đấy mới có thể chứng đạt được cái thiền định siêu thế này. Nên là gọi là định nghiệp thế và định siêu thế. Cái sát na định là gì? Thế nào là sát na định này? Định sát na là cái sự nhất tâm trên đối tượng được một chốc na. Đôi khi mình cũng chú tâm trên đối tượng, ví dụ như mình chú tâm tập trung trên hơi thở, và thỉnh thoảng mình thấy có những cái tia sáng khởi lên một chút xíu, thì khi đấy là mình đạt được một cái sát na định. Tức là cái lúc nào mình tâm của mình nó thanh tịnh mà nó sáng rực lên, nó trong sáng nên thì cái lúc đấy tức là cái tâm nó đã có được cái định, nhưng nó không duy trì được lâu, nó chỉ được một chốc lát, rồi sau đó cái định nó lại bị trượt xuống, cái định nó lại bị yếu đi, thì cái định đấy nó được gọi là sát na định. Đấy, hoặc là một cái người mà thực hành thiền tuệ Vipassana, người ta có phân biệt được các cái pháp chân đế, thì cái tâm nó cứ phải bắt nhiều cảnh, lúc này nó bắt cái pháp này, lúc nó bắt pháp khác, các cái đối tượng ở đấy nó khác nhau, cho nên nó không an trú trên cái đối tượng được lâu, cho nên là cái tâm nó cũng chỉ đạt được cái sát na định. Sát na định tức là nó có thể trú trên đối tượng này được một chốc lát, để nó bắt sang đối tượng khác. Thế nên cái người hành thiền tuệ thì người ta cũng đang ở trong cái tâm sát na định. Cái người thực hành thiền định cũng vậy, cái tâm của mình nó trú trên đối tượng nhưng nó không có toàn, nó không có an trú được lâu do cái chánh niệm là yếu, thì cứ thỉnh thoảng nó lại có một chút định, thỉnh thoảng nó lại bị tàn mát mất định, thì cái đấy gọi là định chốc na, sát na định. Thì có được cái ánh sáng nhưng nó duy trì được lâu thì đó là sát na định. Còn cận hành định là cái đã rất là gần sát với cái an chỉ định. Cái định cận hành nó áp sát một cái tầng cái an định an chỉ rồi, áp sát tầng kia. Áp sát với cái tầng thiền, và nhưng mà chỉ vì cái tâm nó, cái chánh niệm có thể nó vẫn còn yếu, thỉnh thoảng cái tạp niệm, tức là thỉnh thoảng tâm nó còn bắt vào một cái cảnh khác, cho nên nó lại rơi ra khỏi định. Nó giống như một đứa trẻ con mới tập đi, cái định cận hành này giống như một cái đứa trẻ con mới tập đi. Cái đứa trẻ đang dạy nó tập đi, cứ thỉnh thoảng nó đứng lên nó đi được một tí, thỉnh thoảng nó lại ngã xuống một tí, trong thỉnh thoảng nó đứng lên nó đi được vài bước thì nó lại ngã xuống. Thì cái người mà bắt đầu đang thực hành thiền và đến cái giai đoạn cận hành định, thỉnh thoảng vượt lên được an chỉ định, nhưng nó lại không an trú ở an chỉ định được lâu, nó lại rơi xuống. Mà cái lý do mà nó không an trú ở trên cái định an chỉ đấy được lâu, thì cái này nó được ví dụ như là một cái ông vua. Ông ấy đi vào trong một cái khu vườn, vào trong một cái công viên, nhưng mà trong công viên ông thấy cái mùi xú uế bẩn thỉu nó bốc lên do chưa được dọn sạch sẽ. Bởi vì ông vua này thì ông tính sạch sẽ, ông vào đây ông thấy hôi hám quá, ông quay ngoắt trở ra. Thì cái người mà định thật định vậy, tại vì khi tình trạng nó hướng lên được đến an chỉ định rồi, nhưng mà thấy cái nội tâm nó vẫn còn nhiều cái câu uế, thế là cái định an chỉ đấy nó lại tụt xuống cận hành. Tức là cái người nào mà còn nhiều cái triền cái nó khởi lên, tức là tâm còn cầu về, thì định an chỉ nó không được duy trì được lâu, nên cái nó rơi xuống. Nó giống như con ong mà nó vào trong tổ, thì khi mà nó vào trong tổ mà cái tổ mà sạch thì nó ở trong đấy lâu, còn nếu mà nó vào trong tổ mà thấy tổ bẩn cái nó bay vù ra ngoài. Thì cái hành thiền định
ở cái giai đoạn định cận hành phải thỉnh thoảng nó vào được cái an chỉ định, xong thỉnh thoảng nó rớt xuống định cận hành là do cái nội tâm nó vẫn chưa hết được năm cái triền cái. Còn khi nào cái nội tâm mà hết được năm triền cái thì là nên đến định an chỉ một cái, nó an trú luôn ở cái định an chỉ đấy, và nó an trú lâu dài suốt 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ luôn thì nó không bị rơi xuống nữa. Vậy thì cái định cận hành là nó vậy. Nếu mà mình không có cái tác ý là trừ khử năm cái trường cái thì cái định cận hành nó rất là khó thành tựu. Còn nếu mà lúc nào mình có tác ý trừ khử năm trường cái, không chấp nhận nữa, mình cảm thấy nó là một cái rất là bất tịnh đáng trừ khử, thì cái định an chỉ nó khởi lên một cái, nó an trú luôn, an trú liên tục luôn, thế là định cận hành. Còn đây là định an chỉ. An chỉ định như thế nào? An chỉ định có nghĩa là cái sự nhất tâm một cách trọn vẹn, an trú trên một cái đối tượng liên tục. Đấy là giống như một cái đứa trẻ lúc này nó đã tập đi mà đã cứng cáp mà. Nên nó đứng lên một cái nó đi suốt ngày, nó không có bị ngã nữa. Nên là cái người mà vào được đến cái định an chỉ này thì cái vị này có thể an trú ở trên cái tầng thiền nó suốt ngày được. An trú trên tầng thiền 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, khi nó vững chắc rồi thì nó không bị rơi xuống nữa. Đấy, nó gọi là cái tâm định một cách trọn vẹn. Và khi mà đã vào được cái này, vào được đến an chỉ định này, thì chính cái định an chỉ này nó lại có cái công năng, đó là nó chế ngự được các cái triền cái. Nó có 5 thiền chi mạnh mẽ, chính các cái thiền chi đấy nó lại khống chế được các cái triền cái, các cái phiền não, nó làm cho các phiền não không khởi lên. Ví dụ cái thiền chi tầm nó đè nén được cái hung trầm, thủy miên tứ thì nó đè nén hoài nghi, hỉ thì nó đè nén sân, lạc thì nó đè nén cái trạo cử, định thì nó đè nén cái tham dục. Vậy là 5 triền chi nó đè nén 5 cái triền cái, cho nên là cái người đã ăn chúng ở trong cái tầng thiền này suốt mà 5 triền cái không khởi lên, đó là sự nhất tâm trọn vẹn. Thế nào là định thuộc về dục giới đấy? Có những cái định thiện nó thuộc về dục giới, những cái định mà nó sát na định và cận hành định nó sinh khởi lên ở cái nụ tâm dục giới, nên nó gọi là định dục giới. Thì ở cái tâm của con người ta thì nó có nhiều cái loại tâm. Thế rồi có những cái lúc mình khởi lên những cái buồn phiền hay tức giận thì nó là tâm sân, hay có lúc mình khởi lên cái tâm tham ái dính mắc là tâm tham, có lúc mình hoài nghi do dự là tâm hoài nghi. Thì những cái tâm đấy, nó những cái tâm và nó liên quan đến phiền não đấy thì nó là tâm bất thiện. Tâm bất thiện đấy nó cũng là tâm dục giới. Có những khi mình khởi lên cái tâm thiện như là cái tâm hoan hỉ với việc bố thí, hoan hỉ với việc hành thiền, cái an trú ở trong những cái tầng thiền như là niệm tầng thiền mà nó có nhiều đối tượng, thì cái tâm đấy nó là tâm thiện nhưng nó cũng là tâm thiện dục giới. Và có những cái người mà phát triển được định cho đến khi đạt được từ sơ thiền trở nên tứ thiền thì cái lúc đấy cái nội tâm ở dục, cái tâm nó vượt qua cái nội tâm dục giới, chứng đạt cái nội tâm sắc giới. Cái nội tâm sắc giới có nghĩa là nó vẫn phải nương vào sắc, sắc giới tức là nó vẫn, cái tâm nó vẫn nương vào cái sắc thân này để nó sinh lên. Còn ở cái tâm dục giới là tâm nó nương vào cái cảnh trần nó sinh lên, nó phải có cái cảnh trần để nó sinh lên. Chứ khi nào mà không có cảnh thì nó không sinh được tâm. Còn ở tâm sắc giới thì nó nương vào một cái màu sắc hay là một cái sắc khác nào đấy thì nó sinh lên, đấy nó gọi là tâm sắc giới. Còn có một cái nội tâm vô sắc giới là cái tâm nó không nương vào sắc, nó tự sinh lên mà nó không cần nương vào sắc, nó nương vào những cái khái niệm, nó không cần nương vào vật chất mà nó nương vào khái niệm, những khái niệm về hư không vô biên. Không vô biên nó chẳng có gì cả, nó chỉ là cái khái niệm chứ không vô biên, thức vô biên, một sự hữu xứ phi tưởng thì vi tưởng xứ. Cái đấy nó còn là 3 cái nội tâm đấy. Và khi ở trong các cái cõi sống ấy thì nó cũng có 3 cõi, cõi dục giới nó có 11 cái cõi, con người ở cõi dục giới có cõi sắc giới là 20 cõi phạm thiên, và cõi vô sắc giới thì là 4 cái cõi phạm thiên vô sắc không có thân. Thì nó có cái tâm con người như thế nào thì mình sẽ đi về cái cõi sống khác nhau như thế vậy.
Thế là con người mình tạo cái tâm như thế này, thì sau này mình đi theo cái nỗi cái tâm ấy, cái tâm nó tạo nghiệp và nó đi theo cái nghiệp này. Thế cái lúc mà mình hành thiền chứng đạt được sát na định và cận hành định thì nó vẫn còn là tâm dục giới. Mình cứ an trú ở cái tầng thiền đấy thì mình chỉ có sinh về cõi dục giới. Còn định sắc giới này. Sắc giới là an chỉ định sơ thiền đến tứ thiền, nỗ tâm sắc giới nên nó là định sắc giới. Vô sắc giới, thiền vô sắc giới thì an chỉ định của bốn tầng thiền vô sắc giới là nội tâm vô sắc giới nên gọi là định vô sắc giới. Phân chia ra các cái định khác nhau. Người nào mà an trú ở cái thiền vô sắc giới này thì đến cái lúc cận tử mình bắt vào cái tầng thiền này thì mình sẽ sinh về cõi vô sắc. Sinh về cái cõi đấy vô sắc có nghĩa là không có sắc thân, không có sắc và thân vật chất, chỉ có tâm thức không. Còn sinh về cái bắt vào cái tầng thiền sắc giới thì lúc ấy mình sinh về cái cõi sắc giới, tức là cái cõi ấy nó có thân, nó có tâm nhưng mà nó không có bắt mà cái tâm nó không có bắt vào các cái trần cảnh như ở cái cõi người cứ phải ưa thích những cái dục giới, những cái cảnh dục ở bên ngoài. Cái cõi sắc giới thì họ người ta không có khởi lên cái tâm tham ái đắm nhiễm phiền não vui buồn đối với cái trần cảnh ở bên ngoài. Còn nếu mà cái lúc chết mà tâm người nào mà bắt vào những cái tâm ở cái nội tâm thiện tâm sắc giới thì sẽ sinh về cái cõi thiện và cõi sắc giới, cõi dục giới. Dục giới thì có cõi thiện và cõi bất thiện. Khi nào cái tâm thiện nó khởi lên thì mình sinh về cái cõi thiện dục giới như cõi người và năm và sáu cõi trời. Vì thế cõi người là bảy cõi thiện. Còn người nào mà bắt vào cái tâm bất thiện thì sinh về cái bốn cõi khổ, nó cũng thuộc về cõi dục giới. Thì vậy cho nên là chúng sinh ở cái cõi dục giới thì chạy theo cái trần cảnh hấp dẫn ở bên ngoài. Chúng sinh ở cái cõi sắc giới thì người ta lại an trú ở trong cái tâm thiền. Tức là cái chúng sinh mà sinh về cõi sắc giới, cõi phạm thiên sắc giới thì người ta không cần ăn, không cần phải uống, không cần phải thở, không cần phải chạy theo cái hoàn cảnh gì bên ngoài hết, mà người ta cứ lúc nào người ta mệt mỏi thì người ta trú vào cái tầng thiền. Người ta về đấy người ta tự động có các tầng thiền, người ta trú trên tầng thiền. Khi trú vào tầng thiền người ta nuôi sống cái mạng sống bằng cái sự hỷ lạc của thiền, và người ta sống ở cái cõi đấy rất là lâu, hàng rất nhiều đại kiếp trái đất thì họ mới hết cái tuổi thọ của họ. Còn cái người mà sinh về cái cõi vô sắc giới thì người ta cũng nuôi sống bằng cái tầng thiền vô sắc giới. Người ta an trú ở trong cái tầng thiền vô sắc, người ta không có thân, người ta chỉ có tâm thức, cứ có mỗi tâm thức. Cái tâm thức ấy người ta vẫn suy nghĩ, vẫn biết cái này, biết cái kia, nhưng nó không có thân, cho nên nó không có cái sự tiếp xúc được với cái cõi khác. Những cái cõi và sắc giới người ta có thân thì người ta vẫn có thể tiếp xúc được với các cõi trời hay là cõi người. Như các vị phạm thiên thì người ta có thể xuống đến tận cái nơi Đức Phật thuyết pháp, người ta nghe pháp, người ta có thể hỏi đáp về Phật pháp với Đức Phật được. Còn cái cõi phạm thiên vô sắc thì không có thân, cho nên là không nghe được cái gì hết, không thấy được cái gì hết. Người ta chỉ có một cái ý thức, cái suy luận theo trong ý thức của mình mà thôi. Và nhưng mà cái càng cái cõi đấy, cái cõi cao thì người ta lại cái tuổi thọ lại càng sống lâu. Còn đây là định hiệp thế. Thế nào là định hiệp thế? Tất cả các thiền dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều là thiền hiệp thế. Hay tất cả các cái tầng thiền mình có đắc được tứ thiền bát định thì đấy nó vẫn là thiền hiệp thế. Tức là thiền đấy vẫn còn ở thế gian. Mình có phát triển và an trú trong tầng thiền này, mình vẫn cứ ở trong sinh tử ở cõi này hoặc cõi khác. Còn tại sao phải gọi nó là thiền hiệp thế? Vì nó là những thiện nghiệp nhân để sinh về các cõi sống trong tam giới, cho nên gọi là thiền hiệp thế. Những cái tầng thiền đấy là nhân để sinh về các cõi, như là thiền dục giới thì sinh về cõi dục giới, thiền sắc giới sinh về cõi sắc giới, thiền vô sắc giới thì nó là nhân để sinh về cõi vô sắc giới, cho nên gọi nó là thiền hiệp thế. Còn một loại nữa là thiền siêu thế. Có một cái pháp thiền này
là cái thiền của những bậc đang giác ngộ giải thoát khỏi tam giới. Đây là cái thiền siêu thế. Mà trong cái tứ thánh đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạt đế, thì có ai biết là khi mình đạt đến cái chân đế nào thì mình sẽ có được cái thiền siêu thế này không? Trong bốn cái đây thì chân đế thứ bảy, cái chân đế thứ ba chính là cái thiền siêu thế này. Diệt đế, diệt đế tức là niết bàn, niết bàn tức là thiền siêu thế. Ai mà giác ngộ được vô sự thật, người đó sẽ có thiền siêu thế này, tự động có thiền. Kể cả những người nào người ta không có tu qua các tầng thiền định, người ta chỉ tu thiền quán, mà người ta chứng ngộ được bốn sự thật thì người ta vẫn tự động có cái thiền siêu thế này. Đấy gọi là thiền siêu thế. Đấy. Thiền siêu thế đấy thì làm đối tượng. Thiền hiệp thế thì người ta có đối tượng rõ ràng, 40 đề mục thiền định, đấy là các cái đề mục của thiền hiệp thế. Vậy thiền siêu thế thì lấy gì làm đối tượng? Có ai biết thiền siêu thế lấy gì làm đối tượng không? Thế gì? Không phải. Cái đấy thì lại là thiền Vipassana. Thì cái đấy lại là pháp của dục giới. Thế mà một người đã quán khổ vô thường vô ngã, vô thường khổ vô ngã, thì cái lúc đấy nó vẫn là tâm dục giới, nó chỉ là dục giới thiện nghiệp thôi, chứ nó chưa đạt được. Đấy gì? Về pháp, cũng không phải. Pháp thì nó có pháp hữu vi, pháp vô vi. Đấy gì? Ai vào Niết Bàn? Đấy, Niết Bàn làm được chưa? Cái thiền siêu thế là lấy Niết Bàn làm đối tượng. Vậy thì một người mà giác ngộ bốn sự thật, tức là cái thiền đấy là người ta thấy được Niết Bàn, và người ta chú tâm vào cái Niết Bàn này, và người ta an trú ở cái tầng thiền, an trú ở tầng thiền siêu thế, thì phần đấy Niết Bàn này làm đối tượng. Cái thiền siêu thế khác với tất cả các thiền hiệp thế là phải lấy một cái pháp hữu vi làm đối tượng, còn thiền siêu thế lấy pháp vô vi làm đối tượng, mà pháp vô vi đấy chính là Niết Bàn. Niết Bàn là pháp vô vi. Cái thiền siêu thế có làm nhân để sinh về đâu không? Các cái tầng thiền hiệp thế thì nó là cái nhân để sinh về các cõi khác nhau trong tam giới, còn thiền siêu thế thì là nhân để sinh về đâu? Người an trú ở thiền siêu thế thì có cái nghiệp gì không? Không có nghiệp gì hết, không có làm nhân thì sinh về cõi nào. Thiền siêu thế là quả, là kết quả của trí tuệ giải thoát, không thể lại nghiệp nào hết. Như an trú ở trong tầng thiền siêu thế không có để lại nghiệp thiện, không để lại nghiệp bất thiện, nó là cái pháp vô ký, nó là thiền quả. An trú ở trong cái thiền quả thì nó không có nhân. Những đề mục thiền nào có thể chứng đắc được định cận hành? Còn nhớ đề mục thiền nào chứng được cận hành định không? 10 cái đề mục này là chứng định cận hành: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thi, niệm Thiên. 6 cái đề mục tùy niệm. 4 cái niệm này nữa: niệm sự chết, niệm Niết Bàn, niệm Tứ Đại và niệm Vật Thực. Đây là 10 cái đề mục này thì đạt được định cận hành. Người nào thực hành những cái pháp này thì đạt được đến cận định. Định cận hành thì nó thuộc về dục giới, sắc giới hay vô sắc giới. Thì nó về cái tâm, nó thuộc về tâm gì? Tâm dục giới. Định cận hành tâm dục giới. Tại sao những cái pháp này lại chỉ đạt được định cận hành? Bởi vì nó có nhiều đối tượng. Ví dụ bây giờ một người mà niệm Phật, thì trong cái lúc mình niệm ân Đức Phật, mà Đức Phật có bao nhiêu ân đức? 9 ân đức mà. Thì nó có đạt được sự nhất tâm không? Tâm nó phải bắt một lúc nhiều đối tượng mà. Rất là nhiều đối tượng. Ví dụ một cái ân đức, Đức Phật là bậc ứng cúng thôi, thì cái người đấy phải suy luận là tại sao Đức Phật lại là bậc ứng cúng. Bởi vì Ngài đã đoạn trừ hết phiền não, mà người đó phải hiểu thế nào là phiền não. Đấy, rồi là Ngài đã chứng đắc giải thoát đó, có những cái hết được những cái tật xấu. Thì nó có nhiều cái
Có khi mà một người niệm đến ân Đức Phật thì cái người này phải để tâm đến rất nhiều khía cạnh khác nhau. Do nó có nhiều đối tượng, nhiều khía cạnh khác nhau như vậy, cho nên tâm nó cứ bắt cái cảnh này thì nó bắt nhiều cảnh. Tức là một lúc nó phải bắt nhiều cảnh. Vì nó bắt nhiều cảnh cho nên nó không đi vào an chỉ định được. Thì 10 cái pháp hiện này nó đều như thế. Nó đều phải bắt nhiều cảnh một lúc. Niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, sự chết, niệm bàn. Tất cả những cái niệm này nó đều bắt nhiều cảnh một lúc. Cho nên không thể nào mà vào định an chỉ, không thể nào mà nhất tâm trọn vẹn được. Cho nên chỉ đạt được cận hành định. Những đề mục nào thì đạt được định an chỉ? Có bao nhiêu đề mục thì đạt được định an chỉ? Tất cả là có 40 đề mục phải không? Mà có 10 đề mục để cận hành rồi thì còn bao nhiêu an chỉ nữa? 30 đề mục còn lại. 30 đề mục còn lại đều đạt được an chỉ định, tức là đều đạt được cái định thiền của các tâm thiền sâu ấy. Muốn thực hành thiền định thì cần có những điều kiện gì? Đấy, bây giờ mình biết là thiền định là như vậy rồi, có các cái loại thiền định khác nhau rồi. Bây giờ là vấn đề là làm sao để có thể thực hành được những pháp thiền đó. Mình biết đấy là định cận hành rồi, đấy là định an chỉ rồi, định nhiệm thế, định siêu thế rồi, định dục giới, sắc giới, vô sắc giới rồi. Bây giờ là vấn đề làm sao để chứng đạt chứng ngộ, để sao thể nhập được các pháp thiền này đây. Có ai muốn chứng đắc được pháp thiền này không? Có thì bây giờ cần có những điều kiện như thế này, có đáp ứng được không? Đáp ứng được thì sẽ thực hành được. Điều kiện như sau: một là giữ giới, như là các cái giới căn bản như là năm giới, tối thiểu là phải giữ được năm giới để không tạo cái ác nghiệp. Nhưng mà trong những ngày thực hành thiền phải giữ 8 giới, những cái ngày 10 giới, hoặc là người xuất gia thì đã có giới của người xuất gia rồi. Và có giữ giới không thì chưa đủ, mà còn phải giữ cái sự thu thúc. Thu thúc có nghĩa là tránh những cái ngoại cảnh không thích hợp. Mình giữ giới nhưng mà mình cứ đến những cái nơi mà nó có những cái ngoại cảnh mà nó không thích hợp. Ví dụ như là mình vẫn thích đi xem phim, thích xem nghe múa hát ấy. Hay là đi đến những cái nơi mà nó ồn ào, hay là đi đến những cái nơi mà người ta đánh nhau, chửi nhau, người ta có những cái chiến tranh, có những cái rối ren, những cái ngoại cảnh ở bên ngoài mà làm cho tâm bị động. Những cái ngoại cảnh đấy không thích hợp, những cái ngoại cảnh mà nó, những cái nơi mà nó làm cho cái tâm của mình bị dao động, bị cám dỗ, bị kích thích những cái tâm sân, những cái tâm phóng dật, thì những cái ngoại cảnh đấy không thích hợp, phải tránh xa, tránh những cái ngoại cảnh không thích hợp. Cho nên thời xưa người ta thực hành thiền thì người ta phải tính đến chuyện là chạy vào trong rừng, người ta ẩn vào trong núi, trong rừng. Nên là Đức Phật 8 tháng những ai mà sống ở nơi cao nguyên, ở nơi rừng sâu. Mà rừng thì được gọi là một cái nơi cách cái xóm làng thì được gọi là rừng. Có thể là cách một cây số, hai cây số, ba cây số thì cũng được gọi là rừng. Hoặc là tối thiểu nhất thì cách xóm làng bằng một cái người mà người ta cầm một hòn đá người ta ném thì chắc là nó đi xa được 100, 200 mét, 300 mét thì nó cũng vẫn được gọi là rừng. Thì nếu chùa Phúc Minh mà trồng dày đặc cây lên thì nó cũng được gọi là rừng. Thì phải tránh xa cái ngoại cảnh không thích hợp. Đấy, mình đến cái nơi mà thanh tịnh, gọi là cái nơi nan nhã, cái nơi nhàn tịnh, cái gọi là cái sống ở cái nơi nan nhã. Nan nhã tức là cái nơi gọi là tịnh cư, tức là cái nơi mà nó thanh tịnh, không có những cái uế phạt ở trần gian, không có những cái phận sự, không có những cái việc bận rộn, không có những cái pháp bất thiện của thế gian, thì đó gọi là cái nơi tịnh cư, an tịnh, nhàn tịnh. Thế gọi là thu thúc là phải biết tránh những cái
vì không thích hợp, và thân cận mới thích hợp, nuôi mạng kiếm ăn chân chính, tức là cái người đấy phải kiếm ăn chân chính, chứ không được vào trong rừng để bắt thú rừng ăn thịt là không được. Hay là mình vào trong rừng để đi ăn trộm của người khác ăn về, để trộm về ăn về ngồi thiền thì không đắc thiền được. Thế là cái nuôi mạng nó cũng như thế, nó cũng rất là quan trọng. Mình là cái người đấy phải ăn bằng cái cách không có thì đi kiếm ăn, đi xin ăn, xin người ta cho để ăn, ăn gì thì ăn vậy. Đấy là kiếm ăn chân chính. Còn thời ngày xưa các đạo sĩ, các cái ẩn sĩ, người ta ở trong rừng người ta có thể ăn trái cây hoặc ăn rễ cây, ăn củ quả. Thế nhưng mà những vị mà tụ đạo sĩ mà thực hành thiền trong rừng người ta có thể dùng như thế, thỉnh thoảng đi xin ăn. Còn vị tỳ kheo thì người nào mà xuất gia thì là để xin ăn, thì luôn luôn xin ăn khất thực. Đấy là cái cao thượng nhất của cái nuôi mạng. Và giữ chi túc biết đủ đối với những vật dụng hàng ngày. Mình vào trong rừng rồi mình phải đem thật nhiều những cái vật dụng cao cấp vào đây, dùng đem vi tivi, đem tủ lạnh, đem vi tính, đem điều hòa, đem máy giặt, đem toàn những cái hiện đại vào trong rừng sống. Thì cần cái gì có cái đấy, cần gì có cái đấy, thì nó có cần còn chi túc nữa. Còn chi túc mà sống ở một cái chỗ nào đấy, tức là mình chấp nhận sống làm sao cũng được, ở đấy gốc cây cũng được, có nhà ở cũng được. Tức chi túc đối với cái bốn cái thứ vận dụng hàng ngày, đó là chú xứ, là cái nhà, mình xấu cũng được mà đẹp cũng được, không quan trọng, nghĩa là có cái để che nắng che mưa. Tức là mình phải biết chấp nhận như thế. Mình ở một cái hang đá cũng được, ở một cái hang đất cũng được, ở trong một cái ngôi mả cũng được, nhưng không cần phải đẹp. Đấy là chi túc. Y phục vậy, mặc chỉ để che thân tránh mũi mòng thôi, không cần phải đẹp, không cần phải mặc cái này cho nó sang, không cần mặc cái mốt kia cho nó đẹp, không cần đẹp nữa. Mà cái lúc mà thực hành tụ tập rồi thì mặc làm sao chỉ đủ che thân thôi. Tật nhặt những cái vải rách mặc cũng được, có khi mình mặc bằng vỏ cây cũng được. Nhưng mà tại vì những cái người mà sống một mình ở trong rừng ấy thì nếu có cho đồ đẹp người ta chẳng cần thiết, mà chẳng phải người tu, mà cái người mà người ta sống một mình thì người ta chẳng cần đẹp gì. Thì ăn thì chỉ cần có cái để nuôi thân, không cần phải ngon, không cần phải đẹp, không cần gì hết. Nên là bốn cái. Và thuốc để chữa bệnh thì là chỉ khi nào cần có bệnh thì cần thuốc chỉ là để chữa bệnh, chứ thuốc không phải để làm đẹp. Ví dụ ở thế gian thì người ta dùng thuốc để người ta làm đẹp, dùng đồ mỹ phẩm để trang điểm, thuốc thì để dùng để chữa bệnh. Thì đấy là chi túc đối với bốn cái vật dụng đấy thì sẽ dễ dàng tu tập được thiền. Đấy là những cái điều kiện căn bản thứ nhất. Điều kiện căn bản thứ hai là viễn ly.